Thomas đây. Đã dừng được bóng. Chân trái. Vẫn còn. Tỷ số là 1-0. Điều mà người Nam Định cần đã đến. Đó là bàn thắng. Phan Văn Hiếu, một trong những cầu thủ đã từng tạo ra điểm nhấn trong hiệp 1, đã lập công giúp cho đội chủ sân Thiên Trường tìm được điểm cân bằng trong trận đối đầu với SHB Đà Nẵng. Khác với hiệp thi đấu đầu tiên, trong hiệp thi đấu thứ hai này thì đội chủ nhà Nam Định đã chủ động chơi với cách chơi tấn công ở thời điểm sớm hơn. Và như chúng ta đã thấy là khả năng kết nối của đội Nam Định khi được tổ chức một cách hợp lý thì không hề quá tệ. Và lần này là sự khác biệt lớn khi họ đã có được một cơ hội và tận dụng thành công. Nếu như Victor Masare không thể có được kết quả tốt với những pha xoay sở của mình thì vận may đã mỉm cười với số 23 Phan Văn Hiếu, một trong những